Ba con mãng xà ngàn năm ngày đêm vận chuyển đá, dù cho thân mình đầy vết thương do ma sát cũng không một lời oán thán. Chẳng ai biết rằng chúng làm như vậy là để giúp dân làng xây dựng kênh dẫn nước. Chỉ vì nghe nói dân làng dưới núi sắp chết khát, chúng không tiếc công lao ngàn năm, tung răng cắn chặt đá, vận chuyển đá từng chuyến một ra ngoài núi. Không ngờ rằng sau vài ngày đào bới, cuối cùng đã xuyên thủng một ngọn núi lớn, dòng nước chảy xiết ngay lập tức tràn xuống dưới núi. Cả ngọn núi dường như đang rung chuyển. Đi, mọi người đi nhìn xem. Dân làng nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đến kiểm tra dòng nước. Nước. Mới ngạc nhiên phát hiện, hóa ra là ba con mãng xà giúp họ đào kênh dẫn nước. Nhưng chẳng ai biết rằng lý do mãng xà lại nhiệt tình như vậy là để cầu xin một cô gái mà chúng yêu mến. Hóa ra chỉ vài ngày trước, ba con yêu xà đang tu luyện như thường lệ, bỗng nghe thấy tiếng hát múa từ dưới núi. Vì để giải trí, chúng lập tức biến thành hình người xuống núi lén xem, mới phát hiện hóa ra là một nhóm dân làng đang ca hát nhảy múa. Nhưng điều khiến chúng bất ngờ là dân làng không phải đang ăn mừng gì cả, mà đang dùng cách này để cầu mưa. Hoàng tử Gián lúc này mới biết, hóa ra dưới núi đã nửa năm không có mưa. Không ngờ vào lúc này, đứng đầu là một cô gái xinh đẹp, bất ngờ thu hút sự chú ý của hoàng tử Gián. Nhìn cô ấy hướng lên trời cầu nguyện từng lần một, hoàng tử Gián bỗng nhiên cảm thấy một nỗi đau xót trong lòng. Kỳ lạ hơn nữa là dù đã trở về núi Gián, nhưng hoàng tử Gián dường như đã biến thành một con người khác. Cả ngày không thiết ăn uống, anh ta nhận ra rằng mình có lẽ đã yêu cô gái ấy. Thế nhưng, trong khi đó, dưới chân núi vẫn không có dấu hiệu gì của mưa, sông ngòi đã hoàn toàn khô cạn. Lúc này, trưởng làng chợt nhớ đến truyền thuyết rằng trên núi Gián có một con sông lớn, không bao giờ khô cạn. Nếu có thể tìm cách dẫn nước từ con sông đó về đây, có thể giảm bớt hạn hán. Nhưng ai cũng biết rằng trên núi Gián có ba con mãng xà ngàn năm sinh sống. Nếu mạo hiểm quấy rầy cuộc sống của chúng, e rằng sẽ phải chịu sự trả thù. Vì để giải cứu hạn hán, chúng ta không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhất định phải dẫn nước từ núi Gián về. Nhìn thấy dân làng kiên quyết như vậy, trưởng làng quyết định đích thân lên núi Gián để nói chuyện với hoàng tử Gián. Nhưng chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện xảy ra dưới chân núi đều đã nằm trong tầm mắt của hoàng tử Gián, và anh ta cũng mong chờ sự xuất hiện của trưởng làng từ lâu. Quả nhiên, khi trưởng làng vừa tới núi Gián, đã bị một đàn rắn lớn vây quanh. Ngay sau đó, hai con mãng xà to lớn đã nâng ông lên không trung, nhanh chóng mang vào trong hang rắn. Ông lão, đừng sợ, đã đến hang rắn rồi. Vừa nghe mình đã đến hang, ông lão liền mở mắt ra. Kết quả, ông phát hiện hoàng tử rắn đã biến thành người, đứng ngay trước mặt ông và tuyên bố rằng mình có thể đồng ý với yêu cầu của ông lão. Nhưng tôi có một điều kiện. Chẳng ai ngờ rằng điều kiện này lại mang đến tai họa cho hoàng tử rắn. Ngươi là một con rắn, làm sao có thể cưới con gái ta được? Rắn không nhất thiết là xấu hơn con người, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Không ngờ rằng con rắn đã tu luyện ngàn năm này lại là một kẻ si tình. Vì để cưới được cô gái loài người, hắn đã đồng ý giúp dân làng xây dựng kênh dẫn nước. Nhưng người và rắn làm sao có thể kết hợp với nhau? Trưởng làng thật sự cảm thấy khó xử. Ông về bàn bạc với Hắc Tầm một chút. Hoàng tử rắn nói rằng chỉ cần thấy khói lửa, hắn sẽ lập tức đào núi khai thông dòng sông. Nói xong, hắn liền đưa trưởng làng trở về chân núi. Nhưng khi nghe yêu cầu vô lý của hoàng tử rắn, dân làng liền phẫn nộ. Dù có hy sinh tính mạng, cũng không thể để Hắc Cầm gả cho một con rắn. Nhưng nếu Hắc Cầm không gả cho hoàng tử rắn, thì nguồn nước của thôn làng sẽ giải quyết thế nào đây? Chúng ta sẽ đốt cháy núi rắn, thiêu chết đàn rắn, rồi lấy nước từ đó. Tuy nhiên, trưởng làng cho rằng đó là điều không thể làm được. Hiện nay đang là mùa hạn hán, đám cháy bùng lên mà không có nước để dập tắt, tất cả mọi người sẽ gặp tai họa. Vậy phải làm sao đây? Không ngờ lúc này, một người dân bỗng đứng ra đề nghị, chúng ta có thể giả vờ đồng ý với yêu cầu của hoàng tử rắn, đợi hắn dẫn nước đến rồi tính tiếp. Thấy không còn cách nào khác, trưởng làng đành phải đồng ý. Đi thôi, chúng ta bắn pháo hiệu. Khi pháo hiệu vừa được bắn lên, hoàng tử rắn thực sự giữ lời hứa. Hắn lập tức dẫn toàn bộ tộc rắn ra ngoài, vì không có tay chân, chúng phải dùng răng cắn chặt đá, từng chuyến vận chuyển ra ngoài hang. Dù cho da rắn bị mài rách, chúng cũng không một lời oán thán. Sau vài ngày nỗ lực, cuối cùng chúng đã giúp dân làng thông một cái hang, dòng nước mạnh mẽ tuôn chảy xuống ngôi làng dưới chân núi. Tuy nhiên, hoàng tử rắn vẫn hoàn toàn không biết rằng dân làng sẽ phản bội lời hứa hôn sau khi nhận được nguồn nước. Bởi vì không biết gì về điều này, hắn đặc biệt cử người đến để cầu hôn, thậm chí còn dặn dò phải để lại ấn tượng tốt, phải lịch sự, không được hung dữ. Nếu làm phật lòng họ, ta sẽ không tha cho các ngươi. Ai ngờ lời vừa dứt, dân làng đã cầm dao xông tới. A, không chút thương tiếc chém giết toàn bộ tộc rắn ngay tại chỗ. Đáng thương thay, những thuộc hạ vẫn ghi nhớ lời dặn của hoàng tử rắn, không được đánh, phải lịch sự, không được đánh. Khi biết mình bị lừa dối, hoàng tử rắn vô cùng phẫn nộ. Để dạy cho dân làng một bài học, hắn quyết định thả rắn đi trả thù ngôi làng. Cứu mạng! Là rắn. A, nhìn thấy hoàng tử rắn thực sự hành động, Hắc Cầm nhận ra mọi chuyện đều do mình mà ra, đành phải đồng ý với yêu cầu của hắn. Vì để cứu cả làng và để cảm ơn ân đức của núi rắn, tôi đồng ý cưới hoàng tử của các ngươi. Vậy là dưới sự dẫn dắt của tộc rắn, Hắc Cầm đã kết hôn với hoàng tử rắn ngay trong đêm đó. Nhưng điều không ngờ tới là hoàng tử rắn không chỉ đẹp trai mà cung điện nơi hắn ở cũng vô cùng lộng lẫy. Lúc này cô ấy từ bị ép buộc đã chuyển thành tự nguyện. Nhưng không ngờ ngay trong đêm tân hôn, hoàng tử rắn lại đưa ra một yêu cầu vô lý. Anh rõ ràng là người, tại sao lại nói mình là rắn? Hắc Cầm, ta là rắn. Người phụ nữ này lại cưới một con rắn làm chồng. Nhưng ai ngờ ngay trong đêm tân hôn,
hoàng tử rắn lại đưa ra một yêu cầu vô lý. Ta đã tu luyện nhiều năm, có thể hóa thành hình người, lẽ ra ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng dưới hình dạng người. Nhưng đêm nay là đêm tân hôn, ta nhất định phải biến lại thành hình rắn mới có thể. Tuy nhiên, khi nghe vậy, người vợ không hề sợ hãi, thậm chí còn rất thông cảm với sự khó xử của chồng. Cô ấy nói rằng dù anh có là một con mãng xà, cô cũng không hối hận khi cưới anh. Có lẽ nhờ sự thấu hiểu và chu đáo của vợ, sau hôn lễ, hoàng tử xà càng yêu thương cô hơn gấp bội. Là một hoàng phi tôn quý, Hắc Cầm cũng được hưởng thụ cuộc sống xa hoa trong cung điện. Bắt cái đã đến ngày về thăm nhà, Hắc Cầm nhờ người gửi một bức thư về nhà mình. Cha, hai chị yêu quý, em rất tốt, cuộc sống rất hạnh phúc, hy vọng hai chị có thể đến thăm em, có thể nhờ người gửi thư dẫn đường. Hừ, cưới một con rắn thì có gì mà hạnh phúc. Nhưng sau đó, người đưa thư lấy ra một túi châu báu, nói rằng đó là quà hoàng phi đặc biệt gửi về cho gia đình. Khi nhìn rõ số trang sức quý giá bên trong, hai người chị liền mắt sáng rực, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, ngay lập tức đồng ý đến núi rắn thăm em gái. Khi đến núi rắn, nhìn thấy tất cả những thứ trong cung điện, họ liền lộ rõ vẻ ghen tị. Điều khiến họ bất ngờ hơn là hoàng tử rắn lại là một người đàn ông đẹp trai đến vậy. To lòng đố kỵ của phụ nữ, họ lập tức nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Thế là nhân lúc Hắc Cầm không có ở đó, một người chỉ cố ý trêu ghẹo hoàng tử rắn. Tuy nhiên, hoàng tử rắn là một người chính trực, nhận ra ý đồ của chị cả, hoàng tử rắn lạnh lùng đẩy cô ra xa. Chị cả, may mắn thay, Hắc Cầm kịp thời đến cứu giúp, hoàng tử rắn mới có thể thoát khỏi tay chị cả. Tuy nhiên, chị cả vẫn không chịu từ bỏ. Khi không thể có được hoàng tử rắn, cô ta chuyển sang nhắm đến số châu báu. Tối đó, khi hai người đang ngủ, chị cả lén lút vào hầm chứa của núi rắn. Quả nhiên, cô ta tìm thấy một lượng lớn châu báu. Nhưng không ngờ, tất cả đều bị hoàng tử rắn nhìn thấy. Những gì trong mắt cô nhìn thấy, hiểu được ý đồ của chị cả, hoàng tử rắn đã âm thầm sử dụng phép thuật để biến tất cả châu báu thành da rắn. Khi chị cả trở về nhà, vui sướng chìm đắm trong số châu báu mà mình ăn cắp được. Cô ta không hề biết rằng những thứ trên người mình chỉ là một đống da rắn mục nát. Hắc Tiêu à, con đang đeo cái gì vậy? Toàn là châu báu. Con là người giàu nhất trong tộc chúng ta rồi. Ha ha ha. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng người chị thứ hai của Hắc Cầm còn ác độc hơn. Không lâu sau, nghe tin Hắc Cầm mang thai, chị hai lấy cớ chăm sóc em gái để đến núi rắn. Nhưng trong lòng, cô ta đã có mưu đồ ác độc. Vì ghen tị với hạnh phúc của em gái, chị hai đã bỏ hoa hồng vào thuốc an thai. Quả nhiên, Hắc Cầm không hay biết, uống thuốc vào liền cảm thấy đau bụng dữ dội. Sao chị hai lại làm vậy? Vì lòng đố kỵ khiến chị hai phát cuồng. Để giúp Hắc Cầm giảm đau, hoàng tử rắn buộc phải xuống núi tìm thuốc. Không ngờ, trong thời gian hắn rời đi, chị hai đã tàn nhẫn giết chết đứa con mới sinh của Hắc Cầm. Không,